Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Sáng nay vô à, không thấy ai á cô chú anh chị ơi. Chưa ai tới, chưa ai vô hết đấy, cô chú ơi. Thấy có mình anh Ngọc anh đứng đằng kia anh thắp nhang coi. Không thấy người nào hết. Đó, anh Ngọc đang thắp nhang đằng kia. Đây không ai vậy ta, chắc chưa vô tới nhiều quá, rồi lâu một cộng thôi. Sớm à? Phát triển lên vậy. Chạy giặt đồ khổ lắm. Sáng nó dậy giặt đồ nấu thuốc em theo uống. Cậu có thằng lằn hay gì ta? Để dời máy qua đây. Bên Bùi Hải Vlog của con phát triển càng ngày càng lớn mạnh, nên con có tiền. Sáng vô lau mộ cậu, cậu sạch sẽ mát mẻ, cậu phù hộ cho
Con Bùi Hải con càng ngày càng phát triển lớn mạnh nè con. Để lại đặng lấy ba cây nhang bự đốt cho cậu lâu lâu chút, đốt cây nhang nhỏ nó mau tàn. Thấy anh Ngọc cũng để đây hay gì nè, em để máy đây đi. Ba cây nhang này đốt cho cậu cho lâu lâu xíu à, cô chú anh chị. Chứ đốt cây nhang nhỏ nó mau tàn quá. Với lại mới sáng nữa. Đốt cây nhang này cho nó ấm cúng mộ cậu cô chú anh chị. Trời cũng gần tới Tết Tây rồi nên nó hơi lạnh. Mạo cậu đi, cậu Quân Hổ. Trời ơi, lao mộ mà hẹn hò là cậu không có phù hộ mày đâu. Cái này sao không thấy ai đó vậy anh Ngọc? Trời tới, nó ngủ quên hay gì vậy? Bữa nay Di Minh về quê gì á? Di Minh về quê hả? Hôm qua nghe nói vậy biết ảnh có về hai còn trên đây cũng không biết. Để bữa nay không thấy ảnh vô là biết anh về quê. Cậu chú anh chị thắp ba cây nhang bự này nè cho nó lâu tàn chút ha cô chú. Thắp cây nhang nhỏ mau tàn lắm, mới sáng trời lạnh lẽo thắp cây ba cây nhang bự đó cho cậu ấm áp và không có lạnh lẽo nữa. Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi.
xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Cũng như ông bà cô chú nào có xem kênh của Bùi Hải Vlog, có thương Bùi Hải cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để kênh được phát triển thêm, hay Bùi Hải cũng có động lực làm những video hay nhất tại mọi người xỉu túi Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Chào Bùi Hải một lần nữa, xin chào, hẹn gặp lại cô chú ạ.